Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Vương Siro và hôm nay thì mình sẽ trở lại với anh em trong một series review. Chúng ta sẽ review tất tần tật tất cả mọi thứ có trên cuộc đời này. Cái review này của mình cũng khá dài đấy. Và mình đối với những anh em nào chưa biết nhé, thì mình sẽ review về những cái liên quan đến đời sống này, liên quan đến con người này, liên quan đến công nghệ này, hay là những cái thực phẩm bảo vệ tốt cho sức khỏe này, hay là những cái mẹo vặt này, hay là những cái câu chuyện, chỉ là những câu chuyện đơn giản nhỏ nhoi thôi mà có thể sẽ giúp ích cho cuộc sống của mọi người, tăng thêm một chút gia vị cho cuộc sống mọi người đó. Và thì hôm nay thì mình sẽ bắt đầu sẽ review một trong những cái chủ đề mà phải nói là từ trước đến nay kênh của mình cũng làm một số video về nó nhưng mà chưa nhiều. Đó là lại về chủ đề ăn uống nha anh em nhé. Chủ đề ăn uống đó. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em một sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài về. Đó, có vẻ là máy quay đã sửa chữa và anh em có thể nhìn thấy rồi. Vâng, đây chúng ta là sản phẩm kẹo sâm nhé. Đây chính là kẹo sâm. Đó. Như cái bao bì của nó này. Bao bì của nó thì bên ngoài nó sẽ là một cái bao bì màu đỏ này, ở giữa có chữ màu đen này anh em này, chữ màu đen này. Và đây thì bên trên bên dưới của nó là nó sẽ hơi ngả sang màu nâu một chút nhá, màu nâu đỏ nha anh em nhá. Phần dưới của nó sẽ là màu đen trộn với màu vàng này đó. Đằng sau cũng thế, cả trước và sau sẽ đều có màu đen trộn với màu vàng đó anh em nhá. Đây, đây chính là màu đen trộn màu vàng, anh em thấy chưa? Đây, cái sản phẩm kẹo sâm này thì ở bên trên bao bì của chúng nó sẽ ghi là Red Ginseng Jelly, tức là kẹo sâm đỏ đó, kẹo sâm đỏ anh em nhé. Ở đây thì ở trên bao bì của nó mình không thấy ghi thêm nhiều thông tin cho lắm. Ở đây có một chữ Hàn này, hai chữ Hàn này, bên dưới này cũng có thêm bốn chữ Hàn nhưng mà mình không biết tiếng Hàn nên mình không thể đọc được. Tuy nhiên thì khi mà mình mua cái sản phẩm này về thì tất nhiên là nó không thể từng cái kẹo đơn như vậy rồi, nó sẽ là cả một túi to nha anh em nhé. Thì ở trên cái túi nó sẽ bắt đầu ghi là nguồn gốc xuất xứ này, tên công ty hoặc là tên tổ chức đã làm cái kẹo này này, sau đó thì công năng này, hướng dẫn sử dụng này, cũng như là hạn sử dụng này. Tất nhiên ở trên nó sẽ là có những cái mã vạch và những cái liên quan đến thành phần này. Người ta sẽ có phần chống chỉ định này. Thêm nữa là nó sẽ có những cái phần liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như cái liên quan đến sức khỏe đó là cái kẹo sâm này. Thì kẹo sâm này thì nó cực kỳ là tốt nha em nhé, nó rất là tốt cho sức khỏe, bởi vì sâm là một thực phẩm mà từ ngàn đời nay rồi, từ thời cha ông chúng ta, hay là từ thời từ thuở khai thiên lập địa, những cái thu hoạch những củ sâm này thì nó phải tính bằng hàng năm, chứ không thể là 1-2 tuần hay là 1-2 tháng là chúng ta có thể có sâm để chúng ta dùng. Đây, những sản phẩm từ kiểu sâm này nó sẽ chiết xuất đó, nó sẽ chiết xuất từ những cái cây nhân sâm ra và nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái hương vị nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe, nó bảo vệ sức khỏe của chúng ta đó. Thì cái sản phẩm này thì giá thành nó không hề rẻ, nhưng mà chính là bởi vì nó là sâm nên nó cực kỳ khó ăn. Rồi đối với những ai không quen ấy, thì chúng ta không thể ăn nổi kẹo này. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta đã quen thì chúng ta có thể ăn một ngày một cái, hai cái, thì phải nói là sức khỏe chúng ta sẽ cải thiện rõ rệt. Mình đã từng sử dụng nó và mình cảm thấy sức khỏe hồi phục rất là nhanh đó. Và đây mình sẽ để lại cái kẹo một lần nữa cho anh em nhìn thấy, và anh em có thể cân nhắc để sử dụng sản phẩm này anh em nhé. Ok rồi, và đó là cái video của chúng ta ngày hôm nay. Và anh em nếu thích thì hãy để lại một like này, một comment này, cũng như một subscribe để tiếp thêm động lực cho mình làm thêm nhiều video hơn nữa. Ok, cảm ơn tất cả mọi người.